Hôm nay uh, Jenny sẽ học uh, sẽ làm sang quyển uh, bài tập. Phần uh, making ships. À, có một số bài như sau. Bài số 1 này. Draw lines to match the ship names and ships. Ok. Bây giờ mình sẽ um, đây bao gồm những cái cái tên. Đây là tên của những cái hình này. Và đây là những cái hình. Bây giờ mình sẽ kẻ một cái đường thẳng để nối giữa cái tên với cái hình đó. Làm sao cho nó đúng. À. Sphere. Cube. rồi rất tốt rồi Giờ kiểm tra lại nhá Jenny nối rất nhanh nào. pyramid rồi à, đây chính là pyramid sphere okay. cube cone cylinder và cuboid rồi, rất tốt rồi như vậy là Jenny đã biết được những cái hình này à, gọi tên là gì rất tốt. Ok, và sang bài số 2. Bài số 2 nhá. Count how many are there of each ship. Bây giờ sẽ đếm đếm xem là mỗi một cái hình á thì nó có bao nhiêu. Đây và sau khi đếm xong ấy thì mình sẽ ghi các số hình vào đây. Đây là các hình gồm có cube, pyramid, sphere, cone, cuboid and cylinder và how many thì nó có bao nhiêu bây giờ đầu tiên là cái cube bây giờ mình nhìn xem là cái cube nó có bao nhiêu nào bây giờ mình nhìn xem là nó có tất cả bao nhiêu cái cube mình nhìn xem toàn bộ đây thì là nó có mấy cái Tiếp theo đến cái Pyramid Sphere Sphere có mấy nhờ Rồi Tiếp nào Cone Cuboid Cuboy có mấy nhờ Cylinder Rồi bây giờ mình kiểm tra nhá Thứ nhất Cube trên này vào nó có 3. Mình đếm nhá. 1 2 3 đúng rồi. Pyramid có 1 thôi. Đây đúng không? Ok. Sphere có tận 4. Đây. 1 2 3 4. Ok. Cone 2. 1 2. Đúng rồi Cuboid 2 1 2 Cylinder 3 1 2 3 Ok rất tốt luôn Rồi bây giờ sang bài tập số 3 Sắp xếp các hình Sort the shapes đây là các hình cho mình có tất cả các hình từ A cho đến F 6 hình Rồi. Thế bây giờ mình sẽ ghi những hình Được sắp xếp vào Theo cái hộp nào Ví dụ như cái cột này Là shapes with a square face Tức là tất cả những cái hình mà nó có một Cái mặt Hình vuông thì sẽ xếp vào đây shapes with no square faces tức là cái hình mà không có một cái mặt nào hình vuông cả thì xếp vào đây đấy nhá ờ, thế thì uh, bên cạnh các hình này nó sẽ có các tên là a b c người ta đặt tên như thế để cho nó dễ mình không cần phải, phải viết cả cái cái tên đấy ra thì phía dưới này mình chỉ cần viết là A, B hay C thôi Johnny nhá Bây giờ ví dụ này Giả sử Johnny uh, xếp một hình vào cái cột này đi Shapes with no square faces Tức là cái hình mà nó không có bất cứ một cái mặt nào là hình vuông à, Bây giờ mình nhìn xem nào Ví dụ như cái hình B này Hình B này chính là một cái cylinder Và cái cylinder Linder này là không có một cái mặt nào hình vuông đúng không như vậy cái b sẽ được xếp vào đây về giờ jenny sẽ viết b vào đây tương tự như các hình khác nhá. a cái hình này chỉ có một mặt là hình vuông thôi Đó. cái hình a thì nó hơi nhiều mặt đấy cái hình này chỉ có một mặt hình vuông thôi. C. Rồi. F đúng rồi, F không có mặt nào hình vuông. rồi no no square faces tức là không có một mặt nào hình vuông cả thì gồm có hình b hình d hình y e, hình f b d e f rồi ok hình mà có một với một mặt là hình vuông gồm hình c ok hình a này thì có rất nhiều mặt là hình vuông nhá yeah sáu mặt hình vuông liền. Rồi ok, đấy là bài số 3. Bây giờ sang bài số 4 nào. Match its shapes to the great child. Complete the table. Tức là bây giờ có mỗi một cái bạn này À, bạn đấy đều nói về tức là bạn ấy mô tả về cái hình của các bạn đấy và sau đó thì mình xem xem là những cái bạn Những cái bạn đấy mô tả thì nó sẽ tương ứng với cái hình nào nhá thì mình sẽ ghi tên cái hình này vào đây rồi bây giờ mình lấy ví dụ này bây giờ bạn A đi nhá bạn bạn A này bạn A cái hình của bạn A này như nào đây the faces of my ship are all squares tức là tất cả các mặt trong cái hình của các bạn A này thì đều là hình vuông hết thì như vậy là cái bạn A này bạn đã nói về cái hình gì squares no cho nên chú ý này faces. tất cả các mặt the faces of my shape are all squares cái hình này là hình 3D tất cả bạn này đều nói là hình 3D hình 3D chứ không phải hình 2D nhá cái hình 3D nào mà tất cả các mặt của nó đều là hình vuông. Cube. Đúng rồi, đó là hình cube. Hình cube là hình mà tất cả các mặt đều là hình vuông. Đấy, người ta gọi là khối lập phương, đúng không? Tất cả các mặt đều là hình vuông. Do vậy cái bạn A này thì cái hình tương ứng của bạn đấy là cube đúng không? rồi về cho đi viết cube vào đây. Đây cho đi chưa viết được uh, chữ thường đúng không? rồi cho viết chữ hoa cũng được rồi. bây giờ sang bạn b bạn b xem là hình của bạn đấy là hình gì nhá. my ship has no Flat faces tức là cái hình của bạn đấy không có một cái mặt nào là nó bằng phẳng cả nhá yeah. it is curved all the way around à, nó là cái đường cong một xung quanh cái hình đấy à, thì cái hình của bạn bi là cái hình gì không có một mặt nào hình phẳng cả mà nó là cái đường cong đường cong tất cả đều là là xung quanh Sphere. Oh yeah, đúng rồi Như vậy nó chính là Sphere Như vậy bạn B Bạn B này tương ứng với từ Với hình là Sphere Đúng không? Rồi ok, Johnny không cần phải viết Hôm nào Johnny sẽ sẽ phải tập tập tô nhá tập tô chữ thì Johnny sẽ biết cách để viết những cái hình vào đây được nhỉ rồi hôm nay Johnny chưa tập tô thì Johnny chưa cần phải viết bây giờ Johnny cần trả lời thôi đã được rồi tiếp theo với bạn C này My shape has faces that are circles at both ends. Tức cái hình của bạn C này ấy thì có có những cái mặt mà nó là hình tròn ở cả hai đầu. Cylinder. À, cylinder đúng rồi, chính xác luôn cylinder. Như vậy hình của bạn C là chính là cylinder. Tiếp theo bạn D nhá. My shape has some faces that are triangles. Tức là cái hình của bạn này sẽ có một vài cái mặt nó là cái hình tam giác. Pyramid. Đúng rồi, pyramid, rất tốt luôn Tiếp theo hình bạn y là hình cuối cùng này My ship has a circle face At only one end Chỉ có duy nhất Đúng rồi, cone Chỉ có duy nhất một cái hình tròn Ở phía bên dưới thôi Đúng rồi, à một cái 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 đầu của nó thì nó chính là cone. Như vậy là hình của bạn y này sẽ tương ứng là cone. Rất tốt rồi. Đấy, cái bài tập số 4 này là tương đối khó một chút đấy, nhưng mà hôm nay Johnny đi đã làm được uh, trả lời được đúng hết rồi. Ok, như vậy là Johnny đi đã làm xong phần bài tập của cái phần uh, unit 2 là cái phần uh, hình geometry and problem solving à, buổi sau thì johnny sẽ làm đến cái phần phần đánh giá này chính là phần self assessment để xem là johnny đã nắm được những cái gì chưa nắm được những cái gì và những cái gì cần phải học lại ok rất tốt rồi goodbye